Với mình thì đây sẽ là một con máy mà sẽ đồng hành cùng với cả anh em ít nhất trong vòng độ khoảng tầm 3 năm nữa. Bởi vì những cái trang bị ở trên chiếc Redmi K50 Pro này, hiện tại nó đang là một trong những cái chiếc máy mà trong phân khúc 8 triệu anh em sẽ sở hữu được những cái gì được gọi là cao cấp và được gọi là flagship nhất. Và mức giá của nó thì cũng đang rất là tốt nữa. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với điện thoại i.vn. Và mình là Ngọc Sơn, chúng ta sẽ cùng nhìn lại Redmi K50 Pro trong video ngày hôm nay nhé. Điện thoại 2.vn đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Mua Xiaomi Redmi giá tốt nhất tặng bảo hành 12 tháng cả nguồn màn hình vân tay. Đến ngay địa chỉ điện thoại 2 583 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10. Rồi, và như tiêu đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái lý do tại sao mình nhận định chiếc Redmi K50 Pro sau một năm ra mắt rồi thì đây vẫn là một con máy sẵn sàng đồng hành cùng với anh em trong khoảng thời gian là 3 năm là ít nhất. Vì những cái trang bị của nó thì anh em thường sẽ chỉ thấy trên những cái mẫu máy flagship thôi. Và đầu tiên chúng ta sẽ nói về thiết kế của Redmi K50 Pro. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở phía mặt lưng nhá, vẫn có cái chất liệu kính, và cái chất liệu này thì vẫn có thể gây ra cái hiện tượng là bám mua vân tay dành cho anh em. Và với cái ống kính này nó sẽ cho anh em khả năng chụp hình nó chi tiết hơn thôi. Tiếp theo là ở phía mặt trước nhá, thì anh em sẽ có một cái kích thước màn hình vẫn là 6,67 inch, màn hình có độ phân giải là 2K cộng, tần số quét 120Hz. Ngay kể cả cái phần camera 16 megapixel ở đây nó cũng không khác gì, nó nhỏ y hệt như là trên Redmi K50 luôn. Về cái thiết kế này thì mình không đánh giá nó quá cao vì nó không có gì nổi bật cả, nhưng nếu như mà bảo đây là một cái chiếc máy nó xấu về mặt thiết kế thì cũng không phải đâu. Nó mang đến cho anh em cái sự đơn giản, một cái sự tối giản. Hiện tại Redmi K50 Pro đang có mức giá độ khoảng tầm hơn 8 triệu, nhưng nếu như mà mức giá này đang làm khó anh em thì anh em vẫn có thể tìm đến cái phiên bản Redmi K50 đang có mức giá loanh quanh độ khoảng tầm 7 triệu thôi, vẫn có thể thừa hưởng được cái phong cách thiết kế cũng như là một cái màn hình cực kỳ ấn tượng như là ở trên Redmi K50 Pro. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về phần hiệu năng đi. Chúng ta sẽ có cái số điểm AnTuTu cực kỳ ấn tượng trên chiếc Redmi K50 Pro, hơn 900.000 điểm. Cái dòng chip 9000 series của MediaTek ý, thì nó hướng đến cái phân khúc là flagship hơn, và nó cho ra một cái hiệu năng tốt hơn hẳn so với những cái con chip như là Dimensity 8100, Dimensity 8200. Đây cũng là một trong những cái điểm cải tiến vượt bậc của Redmi K50 Pro so với cái phiên bản Redmi K50. Thì mọi người cứ yên tâm về cái hiệu năng của con chip Dimensity 9000 này, kể cả Genshin Impact hay là PUBG Mobile thì mình nghĩ nó sẽ thể hiện cực kỳ tốt. Chuyển đến về phần camera của chiếc K50 Pro này thì sao? Chúng ta sẽ có đầy đủ những cái tính năng như là chụp góc rộng, chụp xóa phông hay là chụp macro. Đặc biệt hơn là nó còn được trang bị cái ống kính chính với độ phân giải lên tới là 108 megapixel. Chế độ quay video thì nó khả năng chống rung quang học OIS. Thế cho nên với mình đây là một cái chiếc máy nó có một cái camera đủ dùng ở trong tầm giá độ khoảng tầm hơn 8 triệu rồi. Rồi, và cuối cùng là về dung lượng pin nhá. 5000 mAh thì mình nghĩ là smartphone công nghệ pin hay là dung lượng ấy nó sẽ phát triển trong vòng độ khoảng 3 năm tới thì vẫn xoay quanh cái dung lượng này thôi. Chúng ta sẽ có một cái công suất là 120W và các bạn chỉ cần mất độ khoảng tầm 25 phút thôi là có thể sạc đầy 100% pin và có thể tiếp tục sử dụng lại và chiến game như bình thường. Vậy thì anh em, trong tầm giá 8 triệu hiện tại, ngoài Redmi K50 Pro thì mọi người còn có một cái sự lựa chọn nào khác hay không? Hãy để lại ý kiến cảm nhận của các bạn về chiếc máy này ở phần comment bình luận bên dưới. Và đừng quên like, share, subscribe và ấn nút chuông để nhận thêm thông báo về những video mới nhé.